Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với Nail 7D. Thì bữa nay mình sẽ làm những mẫu nail cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản cho các anh chị em, những bạn mới vô làm nghề. Ở đây là ví dụ như là các bạn muốn cánh hoa của mình là 5 cánh thì các bạn chấm 5 chấm hình tròn như thế này. 5 chấm thì ở một giữa cái chấm to này các bạn này. Các bạn chấm hai chấm nhỏ hai bên. Thì cái cọ mình đang xài ở đây là cái cọ chấm bi. Một đầu là chấm bi, đầu kia là cái cọ rau. Đó thì mình vẽ mọi thứ đều mình xài cái cọ này thôi các bạn. Rồi sau đó các bạn nối nó lại. Nó hơi chấm nhỏ này, các bạn nối lại với nhau, các bạn vẽ một đường xuống. Đó, mình nối lại với nhau các bạn. Đó, để tạo ra 5 cánh hoa. Thì các bạn thấy là rất là dễ, không có gì là khó cả anh chị em. Rồi bây giờ mình tô cho nó dính lại với nhau các bạn này, mình tô ở trên lại cho nó dính lại với nhau. Và như vậy là các bạn thấy là 5 cánh hoa của mình nó hiện rõ hơn. Thì có một số anh chị em nhắn tin trên những clip của mình á, thì các bạn có hỏi rằng là các bạn mới vô làm thì các bạn chưa vẽ được, chưa có quen. Thì các bạn hỏi là có cách nào vẽ thiệt là dễ hay không? Thì mình thấy cách này là vẽ rất là dễ rồi các bạn. Các bạn vẽ khoảng 2-3 lần là thấy nó quen tay là các bạn vẽ sẽ rất là đẹp. Ở dưới này cũng vậy các bạn. Dưới này mình muốn 3 cánh nhỏ nữa thì mình chấm 3 chấm. Thì cũng như ở trên thôi. Ở một chấm to thì mình chấm 2 chấm nhỏ hơi bay. Rồi sau mình nối lại. Thì thật ra trong cái nghề làm nail của mình đó anh chị em. Thì cái vẽ design trên cái tay khách đó là tạo một điểm nhấn, một cái gì đó cho khách nó vui thôi. Chứ thật ra là không phải là các bạn nói là mình phải vẽ như họa sĩ mình mới vẽ được. Thật ra vẽ trên móng nail không cần phải vẽ đẹp các bạn, vẽ sơ sơ cũng tượng trưng khách cũng vui là được rồi. Thì thông thường thì khách họ chơi cái nail mà các bạn biết là có chưa tới 2 tuần là nó tháo ra làm cái khác rồi. Thành thử ra là mấy cái vẽ này các bạn đừng có quá đặt nặng vấn đề là các bạn phải vẽ thiệt đẹp. Ở đây là không phải là mình vẽ để một bức tranh đi treo thi họa sĩ hay gì hết các bạn, chẳng qua là vẽ trên móng nail thôi, cho nên là các bạn vẽ như thế là ok rồi. Là các bạn thấy sau khi xong là mình chấm hai chấm màu vàng ở giữa để làm cái nhụy cho bông hoa. Rồi các bạn lấy cây cọ chấm bi á, các bạn chấm thêm vài đường, rồi các bạn trang tí thêm vô, quẹt 2-3 nét gì đó. Đó các bạn thấy không? Rồi xong rồi các bạn hơ đèn thiệt kỹ và mình bỏ cái treo lên. Là các bạn có cái treo top á, là các bạn có một cái mẫu design cũng rất là đơn giản và dễ làm. Anh chị em ha, cũng được, không phải nổi gì các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ một cách nữa dễ vẽ hơn cách này luôn. Nếu các bạn không có canh được 5 cánh thì các bạn chấm một chấm ở giữa, các bạn làm tim trước. Rồi tiếp tục như vậy là các bạn chấm 5 chấm quỳnh tròn cái tim này để các bạn có được 5 cánh hoa. Rồi sau đó là các bạn lấy cây cọ, các bạn vẽ một đường xuống như thế này. Đó, vẽ một đường xuống để các bạn hình vị, các bạn canh cánh hoa của mình cho nó đều á, thì có cái tim ra rồi là các bạn canh rất đều. Còn cái mẫu hồi nãy mình vẽ là không có cái tim. Rồi bây giờ mà các bạn nói là nè, chỗ em to này các bạn quẹo hai đường hai bên. Mỗi bên nó một đường các bạn quẹo lại để tạo thành một cánh hoa. Đó các bạn thấy không? Đơn giản không? Rất là dễ, nhanh chóng. Cách làm này thì cho những anh chị em mình mới vô nghề, các bạn làm cho nó dễ. Còn khi mà các bạn làm quen tay rồi, các bạn nén nốt, các bạn vẽ cái nét nhỏ chút xíu là các bạn từ từ các bạn làm thì nó sẽ đẹp. Còn mình ở đây mình chia sẻ một cách nhanh, lẹ, gọn nhẹ để cho các bạn ai cũng phải làm được hết. Khi mà các bạn có khách làm á thì các bạn làm sơ như thế này cũng là ra một cái mẫu design ok ngon lành rồi. Bây giờ các bạn thấy là mình tô đậm này nè, cho cánh hoa nó đậm thêm lên. Ở đây là các bạn thích tô thì các bạn không thích tô thì cũng bình thường, không có gì là phải là quan trọng cả các bạn. Ở đây các bạn muốn cho một cánh nữa thì các bạn chấm vô một cái nhị ở giữa, rồi các bạn chấm ba bay này là để làm 3 cánh hoa. Rồi như hồi nãy như vậy các bạn, mình nối lại, đó, mình nối lại thành cánh hoa. Nói sơ sơ thôi, các bạn cứ nối quèo 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 đại đại xuống thôi. Nó có cái kiểu vậy các bạn, chứ không cần mình phải tập trung quá chi tiết vào là cho nó đều hay là cái gì đó. Sau đó bạn tô đậm lại này, đó là mình tô đậm lại, rồi mình trang tế thêm, quẹo cong, quẹo xuống, quẹo thẳng gì đó, các bạn trang tế thêm vô, mắm muối gì đó bạn bỏ thêm vô, là các bạn có một cái mẫu design thứ hai cũng rất là dễ, nhanh chóng, gọn nhẹ, chỉ một cái chấm bi thôi, anh chị em mình có thể làm hết tất cả. Đó, rồi là xong là nhớ phải hơi đèn thiệt kỹ rồi các bạn bỏ cái treo top lại, các bạn có được một mẫu nail khác nữa. Cũng là vẽ trang trí nhanh nhìn cũng được các bạn. Không phải là nó đẹp nhưng mà như mình nói hồi nãy đó, vẽ tay khách thì như vậy là được rồi. Lấy 5-10 đồng chi là xong rồi các bạn, chứ không phải mình tập trung thời gian quá nhiều vô cái design này, nó không có hay. Rồi qua cái kiểu vẽ thứ ba này các bạn này, mình chia sẻ một kiểu vẽ cũng rất là dễ để cho anh chị mình tham khảo thêm để các bạn làm. Ở đây là các bạn thấy mình bỏ một lớp base clear trước trên cái móng này. Sau đó mình lấy chấm bi, mình chấm 2 chấm, chỗ này 1 chấm, chỗ này kia 1 chấm, là mẫu chấm như vậy là một bông hoa đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy màu này, bạn nhìn mình vẽ này, mình vẽ đường cong. Thì ở giữa chấm bi này mình vẽ đường cong đi
mình trùm nó lại các bạn, có nghĩa là những đường cong nó đi đi xoay quanh cái chấm bi này, à, một đường này các bạn ha, trên một đường rồi dưới là một đường, mình vẽ đây là hai bông rồi, tiếp tục mình vẽ các bạn này, à, mình đi xoay tròn á, mình đi xoay tròn lại, à, các bạn vẽ vô đi xoay tròn lại, các bạn nhớ vuốt cái đầu hai đầu của nó là nhọn nhọn một chút xíu cho nó đẹp, ở giữa thì nó to nhưng mà hai đầu hai bên nhé là nó nhọn lại, à, thì cái này thì các bạn vuốt thôi, bạn lấy cái cọ bạn vuốt nhẹ nó nhọn thôi. Đó, mình đi quần tròn lại như thế. Tiếp tục bạn này, đây, chỗ này mình đi xoay tròn. Các bạn cứ đi xoay tròn, chỗ nào có cái mũi nối là các bạn đi xoay tròn vô, là cái hoa của bạn nó tròn nó đều. Đó, tiếp tục này, đó, đi xoay tròn. À, bây giờ như các bạn nhìn thấy như thế này là các bạn cũng đoán được đây là bông hoa gì rồi. Thì nó cũng rất là dễ các bạn ha. Nhưng không có gì là khó, không có gì là phức tạp cả. Chỉ là quẹt 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 vậy thôi, nó cũng ra rồi. Cho nên là cách này cũng là một cách rất là dễ để cho những chị em mình mới vô làm đó. Thì mấy bữa nay thì mình nhận được rất là nhiều những tin nhắn của những anh chị em mình mới làm á, các bạn hỏi thì đây là những cách mà mình thấy rất là dễ rồi, thì các bạn có thể là tham khảo thêm nha. Đó, các bạn ha, bây giờ là các bạn sửa này, các bạn muốn trang trí các bạn sửa chỗ nào là các bạn sửa, thì rồi cái sửa cho nó cánh nó nhọn một chút thì các bạn rút nhẹ từ từ lại không, tô đậm lên thì các bạn cũng tô đậm lại một chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà làm cái này các bạn phải nhanh tay một chút nha, tại vì nếu mà các bạn làm chậm tay quá thì các bạn thấy hồi nãy là mình bỏ cái lớp bết ra nhá, lớp bết này nó sẽ làm cho cái chiêu mình tan ra đó, thành thử ra là cái này các bạn phải làm lại tay chút xíu. Sau đó bây giờ mình trang trí thêm cho các bạn này, các bạn trang trí thêm vô, à, quẹo tới quẹo lưu gì đó rồi hơ đèn ha, bỏ chiêu lên là các bạn có được cái mẫu nail design thứ ba rất là dễ, chỉ một cái cọ chấm bi cọ rau là làm hết tất cả rồi, không có phải là mua cọ cho nhiều cho mất công, một hai một thôi các bạn đủ làm rồi. Ví dụ bây giờ mình sẽ làm một mẫu nữa này, đây các bạn chấm ba chấm như thế này đúng không, ba chấm như thế này rồi các bạn kéo một đường thẳng xuống đó, kéo một đường thẳng xuống là biểu tượng của nó là ba cánh hoa đó. Sau đó các bạn ở bên hông của nó các bạn vẽ với một đường nữa, bên hông của mỗi cái đường đó các bạn vẽ với một đường nữa, hai bên hông của nó mỗi bên một cái đó, cho nó dài lên đó các bạn, vẽ vô. À, vẽ đại thôi, không cần phải là canh chỉnh gì cho các bạn, vẽ đại thôi, ngay góc mà vẽ đại thôi. Bây giờ các bạn lấy cái đầu của cái rau bạn vuốt cái ngọn này này, đó, vuốt cái ngọn này, vuốt ngọn này rồi. Sau đó bạn bỏ một chấm làm cái nhụy, cái này nhỏ quá mình bỏ thêm một chút cái này cho to lên, màu vàng, làm cái nhụy các bạn. Đó. Rồi các bạn có một cánh hoa nhỏ bên góc ngón tay. Bây giờ các bạn lấy cái trang trí vô, ví dụ các bạn quẹo chỗ này một đường, ai quẹo xuống một đường nhẹ, rồi. Mình quẹo bên này là đường nữa các bạn, quẹo bên này là đường nữa đó, quẹo thêm đường nữa rồi. Sau đó là các bạn lấy cây chấm bi, các bạn chấm một đường nhỏ nhỏ để trang trí thêm đó, từ to xuống nhỏ bạn, to cái nhỏ này dần lại rồi xong, như vậy là ok đó các bạn. Hơ đèn kỹ rồi bỏ cái tốp cốt lên bóng lưỡng, như vậy là các bạn có thêm được một mẫu vẽ nữa, cũng rất là dễ, không có gì là khó hết, chỉ một cây cọ chấm bi thôi là các bạn làm đủ rồi. Như vậy là anh chị em mình đã có những cái mẫu nail, à, ngày hôm nay là 4 mẫu nail các bạn, thì mình cũng chia sẻ ở đây để anh chị em mình cùng tham khảo để các bạn làm dễ hơn. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công, hẹn gặp lại các bạn trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.